Một video đã thu hút được nhiều lượt bình luận và quan tâm trên mạng xã hội trong những ngày gần đây có liên quan đến việc lưu thông trên cầu Long Biên. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết thì rằng cầu Long Biên là trong bao lâu nay chỉ dành cho xe đạp, xe máy và người đi bộ. Tuy nhiên trong clip này, có thể thấy chiếc xe Toyota Fortuner 7 chỗ mang biển kiểm soát 30F34998 đang lưu thông một cách tự nhiên trên cầu Long Biên. Sự ngang nhiên vi phạm của người lái xe này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ với cư dân mạng và nhiều người đã tỏ ra bất bình vì hành vi vi phạm phản cảm, bất chấp các quy định giao thông. Vụ việc một lần nữa đã đặt ra câu hỏi lớn về ý thức tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ những tài xế, những người điều khiển phương tiện.